Tiếp theo thì em có về một chiếc của Casio. Đây chiếc này G-Shock. Một con hàng khủng. Thì lâu lắm mới về được một chiếc hàng như này thì con này em sẽ làm video hơi kỹ một chút về chiếc này. Đây chúng ta sẽ có một chiếc G-Shock Frogman GWF A1000. Một A của Seiko sử dụng module à quên của Casio sử dụng module 5623. Dòng này thì được Casio tung ra vào tháng 6 năm 2020 Và hôm nay thì nó về một phiên bản mới tinh Thì em sẽ bắt hộp với các bác chiếc này Cái này là g shock chúng ta sẽ có một cái hộp thiếc lục giác chúng ta sẽ có đầy đủ các cái giấy tờ sổ sách như dòng này là bên Quang Lâm sẽ bảo hành 5 năm cho các bác yên tâm sử dụng đây là phân phối chính hãng cho nên là chế độ bảo hành sẽ là 5 năm Và thay pin miễn phí bảo hành miễn phí trong vòng 5 năm các bác nhé đây một chiếc Frogman GWF A1000 <laughs> rất là to hầm hố dòng này nó dành cho các bác thích kiểu hầm hố trước này thì chúng ta sẽ có kích thước của nó để em đo thực tế thôi đo thực tế tại cái khu vực này không tính núm và các cái g thì nó chúng ta sẽ có sai là 50,8 gọi cho là 51 đi và độ dày đo ngẫu nhiên nó sẽ là 13,8 ml Đây cái lắc này thì nếu các bác quan tâm thì nó sẽ là 56,4 à, Với size 50,8, 51 này Mà không tính G, nếu mà tính cả cái G nữa Thì nó sẽ là 50, size tầm 54 Nếu mà tính cả G Thì nó sẽ dành cho các bác tay cổ tay phải tầm 17 trở lên Thì chúng ta đeo dòng này mới đẹp được Ví dụ như mấy cái chiếc đồng hồ size 45 lúc nãy đã thuộc diện to rồi, đứng cạnh bên này con này vẫn còn bé rồi ở size... <laughs> size 40 thì nó sẽ so sánh với nhau nó sẽ kiểu kiểu như thế này Nó sẽ to hơn và nó hầm hố hơn rất nhiều điểm nổi bật nhất của cái dòng Frogman này là nó chuyển đổi từ mặt số digital sang mặt số analog. Tức là nó chuyển số từ số điện tử sang full kim. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó bằng full kim hết, full analog. Đây là cái concept của cái dòng full analog của Casio trên dòng Frogman. Thì trên mặt tay của chiếc này chúng ta sẽ thấy là nó duy trì một cái thiết kế mặt đồng hồ bất đối xứng thì đây nó là trở thành một cái thiết kế biểu tượng của dòng Frogman này kể từ khi mà Casio tung ra dòng này từ những năm 1993 tới nay thì cái dòng này nó dùng các cái kim để hiển thị giờ ở trên này chúng ta sẽ có giờ bình thường giờ định địa phương giờ kép rồi thông tin thủy chiều, các số đo thời, thời gian lặn là nó đều hiển thị bằng kim hết Chúng ta sẽ có chữ frogman frogman ở đây trong tiếng Anh nó là người nhái. Nó sẽ tương đương với từ diver của trên dòng lặn của Seiko. Vành benzen ở đây thì nó làm bằng thép không dỉ và được phủ một lớp mạ yêu màu. Ở đây thì chúng ta vẫn có mấy cái ốc lục giác. Vẫn giống mấy cái ốc uh, lục giác của Frogman đời trước, không có gì khác cả. Cấu trúc thì liền khối mẫu đồng hồ này thì nó các bác sẽ thấy là 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 kể cả vỏ và nắp sau của đồng hồ này nó đều làm một cái khối liền khối hết nhựa thì được gia cố với lõi là sợi carbon và có cái hệ số hấp thụ nước nó thấp và nó sẽ có thể chống lại cái quá trình thủy phân giúp cho cái đồng hồ này của chúng ta nó chống nước tốt hơn và được lâu bền hơn nó không bị thủy phân Và với cái vỏ liền khối của chiếc Frogman này thì nó sẽ cho chúng ta có khả năng chống nước đạt tiêu chuẩn ISO chống nước ở độ lặn là 200 mét nước. Độ lặn nhé. Các bác có thể đeo đi lặn thoải mái 200 mét nước. Cấu trúc bên ngoài thì nó sử dụng uh, lõi carbon. Cho nên là sử dụng lõi carbon thì nó sẽ cải thiện đáng kể về độ bền. Cũng như là nó giảm trọng lượng của đồng hồ xuống 22 gram so với lại các cái mẫu đồng hồ sờ dòng fragment trước đây như trước này thì nó chỉ còn 119 gram theo thông báo của Seiko thôi à, xin lỗi các bác của Sakasio và trên chiếc này thì được trang bị mặt kính sapphire và phủ một lớp phản quang Đó. bắt đầu của chiếc này chúng ta sẽ có 3 kim kim giờ kim phút kim giây là chính rồi bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có kim giờ kim phút rất là lớn và hoạt động độc lập và có dạ quang cho chúng ta sẽ nhìn giờ hơn. Dạ quang này là dạ quang Neo Bridge, hấp thụ nạp năng lượng trong một thời gian ngắn và nó dùng ánh sáng đó trong một thời gian rất dài. Đó là Neo Bridge của Casio và đồng hồ này được được thiết kế để cung cấp các cái chỉ số trực quan về thông tin số đo cho chúng ta trong các quá trình chúng ta lặn là chúng đây, lúc đấy là chúng ta cần phải rõ ràng trong trong cái môi trường nước cũng như là môi trường lặn là chúng ta cần phải nhìn nó trực quan hơn thì nhìn cái này nó rất dễ và góc 2 giờ ở đây thì chúng ta sẽ có lịch thứ này các chế độ rồi chúng ta có cả mức năng lượng nữa mức năng lượng còn lại trên chiếc đồng hồ là bao nhiêu thì nó hiển thị ở đây hết sang đến góc 11 giờ này chúng ta sẽ có giờ GMT giờ ngày đó giờ đêm góc 7 giờ đây thì chúng ta sẽ có chức năng dual time điều tham ở đây nó là cái khả năng hiển thị hai thời gian khác nhau cùng một lúc chỉ với một bộ máy duy nhất thì đây nó là một cái chữ, chức chức năng điều điều tham rất là tiện ích nó hỗ trợ tối à đa cho anh em chúng ta hay đi nước ngoài hoặc là chúng ta có người quen người nhà ở nước ngoài thì chúng ta có thể xét một cái giờ của mình và một cái giờ của người nhà thì trên cùng một cái đồng hồ chúng ta có thể quan sát rất dễ là hiện tại bên đó đang là mấy giờ để chúng ta biết để chúng ta có thể gọi điện nói chuyện cho nó tiện đúng không ạ? Thì các bác đi nước ngoài công tác thì cũng cực kỳ là tiện lợi với chức năng đùa tham. Về uh, caliber của chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái module mới của Casio và nó sử dụng hệ thống Bluetooth. Chiếc này dùng Bluetooth và nó có thể kết nối với điện thoại của chúng ta qua cái ứng dụng g Connected. Chúng ta có thể sử dụng cái ứng dụng trên uh, Google Play hoặc là iOS thì chúng ta sử dụng ở, ở phần mềm là g Connected kết nối với cái đồng hồ. Sau đó là chúng ta có thể chọn một trong khoảng 3.000 vị trí trên khắp thế giới để chúng ta có thể xét các cái thông tin về thủy chiều, rồi giờ. Bên cạnh đó thì khi chúng ta sử dụng cái này để đi lặn thì chúng ta có lặn bình đó, thì chúng ta có thể bật cái chế độ Diver lên. Ở đây chúng ta sẽ có thể kích hoạt chế độ Diver Mode và có thể xem được các cái bản ghi nhật ký lặn trên điện thoại. Tức là nó có thể lưu được các cái tọa độ khi mà chúng ta đi lặn. Lặn ở khu vực nào là nó lưu lại cái tọa độ đó trên điện thoại của chúng ta nó đều có lưu lại cái thông tin đó luôn. Thì nó là cái diving log là cái nhật ký lặn trên chiếc đồng hồ. Rất yên tâm. Rồi khả năng chống nước của dòng này là chuẩn ISO 2 trăm mét nước cho nên là chúng ta lặn thoải mái rồi khả năng kháng từ chuẩn ISO 764 tức là mức chống từ tiêu chuẩn của đồng hồ Casio rồi đèn led Đó, chúng ta bấm một nút 2 giờ chúng ta sẽ có đèn led và cái này thì nó dùng pin solar tắt solar tức là chạy bằng năng lượng ánh sáng mặt trời và chúng ta không cần phải thay pin nó khá là tiết kiệm năng lượng, cái kim nó sẽ có chế độ dừng để tiết kiệm năng lượng khi mà đồng hồ của chúng ta để trong bóng tối. Bên cạnh đó thì nó còn nhiều chức năng khác nữa lắm. Ví dụ như là chúng ta sẽ có các cái chế độ. Nút mode này thì góc 7 giờ đây là chúng ta sẽ có thể hiển thị được cái đồ thị của thủy triều hoặc là tuần trăng. Ví dụ chúng ta bấm nút góc 7 giờ này thì là nước lớn nước dòng này là nó sẽ hiển thị ở cái, ở cái 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 thủy triều cho chúng ta một cách uh, thông tin chính xác đặc biệt cần thiết cho những anh em nào mà đam mê câu cá hoặc là đi du lịch thì cái dòng đồng hồ này rất quan trọng hoặc là các bác đi biển ngư dân rồi uh, nó có thể là ghi lại các cái hoạt động của cá thủy triều dựa trên tuần trăng và vị trí của mặt trăng vì vậy mà nó sẽ có thể cho chúng ta cái thời gian khi nào mà cá lên nhiều, giúp cho chúng ta có thể chọn lựa được thời điểm để đi câu phù hợp. Cái này rất là hay dành cho những anh em hay đi câu. Bên cạnh đó thì chức năng thủy triều này thì nó cũng có thể dùng để tra cứu cái mực thủy triều cho ngày và giờ cụ thể. Rồi bên cạnh đó thì có thể báo cho chúng ta cái xu hướng của thủy triều trong ngày. Đó hiển thị cái biểu đồ hiển thị của thủy triều trong 12 giờ tới nói chung nó xác định các cái tình trạng sắp tới của thủy triều để nó báo cho người dùng để chúng ta dựa vào cái đấy thì trong mỗi cái chuyên ngành của từng người thì thì các bác có thể ứng dụng được cái chức năng thủy triều một cách hữu ích nhất bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có đồng hồ bấm giờ này nút start góc 4 giờ này thì nó bấm vào đây thì nó sẽ đo thì nó sẽ đo cho chúng ta 24 tiếng. Bên cạnh đó thì có đồng hồ đếm ngược nữa, timer. Đồng hồ đếm ngược. Đồng hồ bấm giờ rồi uh, chế độ báo thức này. Chúng ta có thể uh, cài đặt chế độ báo thức của chiếc này thì chúng ta có thể kết nối bluetooth với điện thoại là nhanh nhất. Còn không thì chúng ta bấm nút mode cho nó đến cái mục alarm này. Sau đó là chúng ta có thể vặn cái nút crown này ở đây chúng ta rút ra chúng ta chỉnh xoay chỉnh giờ theo ý muốn. Sau đó chúng ta đóng nút ground này lại là chúng ta chỉnh được. Ở làm thôi. Bên cạnh đó thì chúng ta có cả tính năng chuyển kim. Kim sẽ dịch chuyển qua một bên. Để không che mặt số. Thì chúng ta có thể bấm nút góc 1 giờ này. Đây các bác chờ đây một chút. Đây, chúng ta có thể bấm nút. Uh... Đấy góc 10 giờ thì nó sẽ giấu cái kim về. Ở đây để cho chúng ta nhìn các cái thông số nó không bị vướng. Rồi uh, trên đợt chiếc này thì đều có lịch tự động đến năm 2099 với sai số cộng trừ 15 giây một tháng tức là khoảng nửa giây mỗi ngày. Tức là nó gần như là chính xác gần như tuyệt đối. Cho nên là rất là tuyệt vời. Về phần uh, dây đeo của chiếc này thì chúng ta sẽ có dây đeo bằng cao su tổng hợp Floor. Nó có khả năng chống bụi rất là trơn và không bắt bụi. Bên cạnh đó là hệ số hấp thụ nước thấp và vòng dây đeo thì được họ làm bằng cao su flo cho nên là nó trơn, nó không bám bụi. Điều này nó giúp cho dây đeo của chúng ta nó luôn luôn sạch sẽ. Mặc dù là ở trong những cái môi trường khắc nghiệt là nó không bị làm sao hết. Tất nhiên là với dòng này thì cầm nó chắc nịch và bên cạnh đó thì giá của nó cũng tương đối cứng. Hiện tại thì chiếc này bên Casio Việt Nam đang phân phối với mức giá khoảng 23 triệu 853 nghìn. Và chiếc này thì bên em đang phân phối với giá mã là 2078 và có giá là 19 triệu 050 nghìn và bảo hành 5 năm. Đây là hàng mới các bác nhé. Đây là hàng Casio phân phối chính hãng tại Việt Nam. Thì bác nào mà quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ với bên em. Hàng mới tinh và em vừa mới về 19 triệu 050 nghìn. Đó thì đây là các cái thông số của Casio dành cho dòng dòng này. Dòng này thì bên Qua Lâm bảo hành 5 năm thay pin và sửa chữa miễn phí trong thời gian bảo hành.